vị thân mến, Hà Lan không phải là điểm đến du học phổ biến đối với các bạn sinh viên Việt Nam nếu so với các nước Mỹ, Pháp hay Singapore. Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng Time Higher Education Ranking năm 2013, thì Hà Lan thuộc top 3 các nước có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất thế giới. Trong chuyên mục Học cái gì, học ở đâu tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hệ thống giáo dục Hà Lan, cũng như những điều kiện để sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận nền giáo dục tiên tiến này. Có mặt tại trường quay ngày hôm nay là anh Phạm Đình Bản, trưởng đại diện văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam. Xin chào anh và xin cảm ơn anh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chào chị. Anh thân mến, câu hỏi đầu tiên thì không biết là anh có thể khái quát về cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hà Lan được không anh? Cộng đồng du học sinh tại Hà Lan hiện nay đang có khoảng 400 đến 500 bạn sinh viên đang theo học tại cái trường đại học Hà Lan, trải dài từ bậc cử nhân cho đến tiến sĩ. Thì cái nhóm sinh viên này thì thực chất là họ nhận được rất là nhiều sự quan tâm của chính phủ Hà Lan đối với cuộc sống cũng như là cái công việc học tập của họ tại Hà Lan. Và cộng đồng này thì gần như là có các bạn ấy rất là sinh hoạt với nhau, rất là kháng khích dựa trên cái tính cách của chính con người Hà Lan, tức là họ được hòa đồng với lại cái cuộc sống đó. Nhưng mà theo Thúy Vân thấy thì cũng có những cái ý kiến như là du học Hà Lan thì không phổ biến bằng Mỹ, Anh, Úc hoặc là Singapore. Vậy thì không biết là anh nghĩ như thế nào về nhận định này thưa anh? Mà thực tế thì nhận định này có vẻ đúng. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nhìn nhận đến một số các những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Tại vì một trong những nguyên nhân chủ quan đó chính là Hà Lan là một đất nước nhỏ, tức là diện tích của nó thậm chí còn nhỏ hơn cả đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Cho nên là nếu như chúng ta thử tưởng tượng là có một khoảng 30-40 ngàn sinh viên Việt Nam tràn vào Hà Lan thì nó là một con số rất là lớn. Và nguyên nhân, một vài nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là các cái bạn sinh viên Việt Nam khi mà qua bên đó thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một cái việc là giáo dục đại học Hà Lan họ cung cấp nền giáo dục đại học chứ không cung cấp từ bậc phổ thông. Một trong những cái nguyên nhân tiếp theo nữa có thể nói đến là rất là nhiều người nhầm tưởng rằng Hà Lan là một quốc gia không nói tiếng Anh. Nhưng thực chất là 95% người Hà Lan có khả năng nói được tiếng Anh thành thạo. Dĩ nhiên là nó vẫn luôn luôn tồn tại một cái nguyên nhân cuối cùng, nguyên nhân mà nhiều người vẫn thường hay biết đến, đó chính là mối quan hệ về lịch sử cũng như là về văn hóa. Chẳng hạn những quốc gia như là Mỹ, Anh hay là Pháp thì họ có một mối quan hệ cực kỳ thân gắn khít với lại Việt Nam từ rất lâu rồi, và kể cả mối quan hệ về lịch sử. Singapore thì dĩ nhiên là nó là một quốc gia rất là gần. Vậy thì để du học tại Hà Lan thì không biết là các bạn sinh viên cần có những điều kiện gì thưa anh? Một trong những điều kiện tiên quyết đó chính là tiếng Anh. Các bạn sinh viên Việt Nam, đặc biệt là các bạn sinh viên quốc tế muốn đến Hà Lan cần phải đạt được một cái chuẩn tiếng Anh nhất định. Chẳng hạn như là ở bậc cử nhân thì họ cần phải có IELTS là 6 chấm trở lên. Và bậc thạc sĩ tính tiến sĩ thì phải là 6.5. Lẽ dĩ nhiên là có một số các ngành học thì họ sẽ yêu cầu thêm những cái yêu cầu nhỏ. Ví dụ như có một số bạn sẽ phải thi thêm GMAT nếu như các bạn đó phải học những nhóm ngành như là MBA hoặc là những nhóm ngành liên quan đến thiết kế đồ họa. Là một trong những thế mạnh của các giáo dục Hà Lan thì họ sẽ phải gửi qua những cái gọi là portfolio để cho các trường đại học Hà Lan sẽ xem sơ qua cái portfolio đó của họ, xem là có thể phù hợp cho việc theo học tại một trường Hà Lan hay không. Thưa anh, vậy thì không biết là việc xin visa để đi du học tại Hà Lan thì có khó không ạ? Không khó. Có thể nói là việc xin visa đi du học tại Hà Lan là một trong những quốc gia dễ nhất trong tất cả các quốc gia ở thuộc khối châu Âu cũng như là các quốc gia còn lại. Tại vì việc xin visa này sẽ được tiến hành bởi chính trường đại học mà các bạn sinh viên đó sẽ theo học. Tức là một khi các bạn đó được nhận giấy báo nhập học thì trường đại học Hà Lan đó sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục visa cho bạn đó. Và bạn đó gần như không phải làm bất kỳ một hoạt động gì tiếp theo. Thậm chí là các bạn chỉ không cần phải chứng minh tài chính cho cái việc theo học của mình, mà chỉ khi nào trường đề nghị thì mới bắt đầu tiến hành thôi. Vậy thưa anh, đâu là thế mạnh của việc du học tại Hà Lan? Hà Lan là một trong 3 quốc gia có nền giáo dục đại học tốt nhất trên thế giới. Một điểm thứ hai đó chính là chi phí cạnh tranh. Học phí tại Hà Lan có thể gọi là thấp hơn so với một số các quốc gia châu Âu khác, và kể cả sinh hoạt phí cũng vậy. Điểm thứ ba có thể nói đến đó chính là Hà Lan là một quốc gia cực kỳ mạnh ở những nhóm ngành về công nghiệp sáng tạo và những nhóm ngành về logistics, những cái nhóm ngành mà ở đó thị trường nhu cầu lao động tại Việt Nam đang rất cần. Thưa anh, vậy thì không biết là sinh viên của chúng ta khi đi du học tại Hà Lan thì họ có được đi làm thêm để mà trang trải cuộc sống không ạ? Được. Mỗi bạn sinh viên sẽ có một cơ hội là được 10 tiếng làm việc trong một tuần, và họ phải ký một cái hợp đồng lao động chính thức và phải có cả cái gọi là giấy phép lao động để mới có thể được đi làm tại Hà Lan. Thưa anh, thì không biết là liệu sinh viên của chúng ta có thể tìm kiếm được nguồn tài chính nào để du học tại Hà Lan không thưa anh? Ví dụ như là các học bổng từ các trường đại học
có rất nhiều cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam có thể tìm kiếm một cái nguồn hỗ trợ tài chính để đi học tại Hà Lan. Một trong những cái số đó có thể kể đến là học bổng chính phủ Hà Lan NFP, viết tắt cho Netherlands Fellowship Program. Thì học bổng này sẽ là học bổng toàn phần, nhưng mà nó chỉ tài trợ cho từ bậc thạc sĩ trở lên và các khóa ngắn hạn để học tại một số các ngành nhất định, những cái ngành mà chính phủ Hà Lan xem là thế mạnh của với Việt Nam. Ngoài ra thì họ cũng có thể cân nhắc đến một vài những học bổng mới dành riêng cho sinh viên Việt Nam, ví dụ như là Holland Scholarship. Là cái học bổng này sẽ cung cấp cho các bạn là 5.000 euro cho năm đầu tiên tại Hà Lan. Hoặc là học bổng mới đây đó chính là họ là học bổng Orange Tulip Scholarship. Thì học bổng này sẽ là học bổng được ký kết riêng giữa trường Đại học Hà Lan với lại Văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan, để mà có thể cung cấp một cái nguồn tài chính nào đó cho các bạn sinh viên được đi học tại cái trường đó. Vâng, thưa anh, vậy thì bản thân anh là làm trong một văn phòng tư vấn về du học, hỗ trợ về du học Hà Lan, thì không biết như là anh cũng như các bạn nhân viên của anh có thể giúp đỡ gì cho các bạn sinh viên, và nếu như các bạn sinh viên có nhu cầu muốn đi du học Hà Lan thì không biết là anh có lời khuyên gì cho các bạn không ạ? Văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan là một văn phòng của chính phủ Hà Lan. Nó được tài trợ bởi, được cấp ngân sách bởi Bộ Giáo dục Hà Lan. Cho nên là cái văn phòng này sẽ hoạt động giống như là một văn phòng chính phủ. Thì ở đây thì văn phòng sẽ cung cấp và cũng như là hỗ trợ các cái thông tin miễn phí cho các bạn, và tư vấn hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể hiểu thêm về du học Hà Lan. Lời khuyên dành cho các bạn sinh viên có thể du học tại Hà Lan đó chính là hãy rèn luyện cho mình một cái phần tiếng Anh thật là tốt. Bởi vì đó là một trong những cái mà trường Đại học Hà Lan họ nhìn nhận đầu tiên để đánh giá một sinh viên có phù hợp với lại việc theo học tại trường của họ hay không. Và các bạn nên tham gia nhiều các cái hoạt động ngoại khóa để có thể làm sáng hơn cái hồ sơ của mình. Vâng, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn những chia sẻ của anh rất nhiều, và cảm ơn anh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Đầu tư Giáo dục tuần này. Để xem lại những chuyên mục trong tạp chí, quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi tại www.fbnc.vn. Tôi là Thúy Vân và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.